Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tình cờ lang thang trên Facebook, cũng không biết cái trang gì đó, và có một cái bạn có một cái câu hỏi là thôi phải làm sao. Nội dung cái câu hỏi là nó như thế này, tôi sẽ trình bày và tôi sẽ trả lời cho quý vị và các bạn. Cho bạn đó cũng giống như cho tất cả mọi người nếu rơi vào trường hợp tương tự. Câu hỏi của bạn như thế này quý vị và các bạn ạ. Câu hỏi bạn là tôi có một cái ông nội, thì bà nội thì chết trước ông nội rồi. Thì khi mà ông nội được cấp sổ đỏ năm 1992 thì ông nội và bà nội thì có đẻ ra có một mình ba tôi thôi. Thì khi mà ba tôi á chết không có để lại di chúc, ông nội chết thì cũng không để lại di chúc, và tôi thì đang xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Bây giờ thì tôi đang ở nước ngoài hơn 30 năm. Tôi nghĩ chắc cũng khoảng vào những năm anh này anh đi vào khoảng năm 1990 thì phải. Thì sau khi anh đi rồi thì bây giờ anh về, anh mong muốn anh hưởng cái di sản thừa kế. Thì thưa với anh rằng là coi việc này thì nó rất là dễ. Khi chúng ta xác định được ba vấn đề nha anh nhé, chúng ta sẽ xác định được ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất, anh phải xác định rõ anh là người thừa kế duy nhất. Thừa kế duy nhất thể hiện như thế nào? Tôi đặt vấn đề là ông nội của anh có một cái tài sản, và tài sản này đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nói nôm na là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Tuy nhiên là hiện tại rằng là cái sổ đỏ không biết ở đâu hết. Vấn đề thứ hai nữa là sau khi ông nội anh chết thì anh cũng không có kể cho tôi nghe là ông nội anh chết năm nào, và ba anh thì chết trước ông nội. Vậy thì anh là người thừa kế thế vị mà cũng là người thừa kế duy nhất. Điều cơ bản là bây giờ anh đang ở nước ngoài. Vậy thì có hai vấn đề mà chúng ta cần tiếp tục quan tâm. Đó là nếu trong trường hợp anh vẫn còn quốc tịch Việt Nam thì anh về Việt Nam anh trình bày rằng hồi xưa ông nội tôi xác định bằng giấy khai sinh của anh là con của ba anh, và ba anh là con của ông nội anh. Thế là anh được thừa kế duy nhất thôi. Và thông qua cái việc thừa kế này, nếu trong trường hợp còn cái sổ đỏ đó, còn cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó, thì anh ok, anh làm tiến hành khai nhận di sản thừa kế. Còn nếu trong trường hợp đất hiện tại vẫn còn mà không còn giấy, mà không ai tranh chấp, thì anh xin cấp lại giấy với tinh thần rằng là hồi xưa ông nội tôi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có tờ giấy photo nào quý địa chính xã phường thị trấn ơi. Nhưng mà khi mà tại thời điểm đó đến nay thì không ai tranh chấp. Và tôi bổ sung cho quý vị, tôi là hàng thừa kế bằng cái thủ tục khai nhận di sản thừa kế, và anh là người thừa kế duy nhất. Đó là trường hợp anh còn quốc tịch Việt Nam. Đặt giả sử anh không còn quốc tịch Việt Nam thì anh vẫn có thể tiến hành khai nhận di sản thừa kế bằng con đường tôi là người nước ngoài được hưởng giá trị. Sau khi anh được hưởng cái quy trình á thì mất giấy, cấp lại giấy xong rồi khai nhận di sản thừa kế. Sau khi khai nhận di sản thừa kế xong thì anh sẽ tiến hành bán cái tài sản đó đi mà không được đứng tên. Trình tự nó chỉ có vậy thôi anh ạ. Tôi cho rằng là trong toàn bộ vấn đề, có thể là cái dữ liệu anh đưa ra cho tôi nó cũng chưa có đầy đủ. Tuy nhiên rằng tôi hiểu rằng tôi phải làm sao, đó là câu trả lời. Câu trả lời là bây giờ như thế này, anh sẽ xác định được hàng thừa kế. Anh là người thừa kế duy nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam. Và pháp luật Việt Nam không hạn chế người đã có quốc tịch, người không có quốc tịch và người Việt Nam. Chỉ cần anh chứng minh anh là con, là cháu, hàng thừa kế thì anh sẽ được hưởng di sản theo quy định của pháp luật thừa kế.
Và tôi cho rằng ba anh chết trước ông nội anh, cho nên anh là người thừa kế thế vị. Đó là vấn đề. Thứ hai nữa, nếu trong trường hợp bây giờ có tìm được cái sổ đỏ mà anh nói đó, là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, thì chúng ta sẽ đến phòng công chứng nơi cái đất đó. Ví dụ như bây giờ anh ở huyện Thanh Oai, Hà Nội, thì anh sẽ đến phòng công chứng ở huyện Thanh Oai bổ sung những cái giấy tờ chứng minh cho họ, và họ sẽ hướng dẫn anh về mặt thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Còn nếu như trong trường hợp anh ở huyện Đức Hòa thì anh sẽ đến phòng công chứng Đức Hòa. Phòng công chứng ơi, tôi là người thừa kế duy nhất, con của ông B, ông B là con của ông A, và bây giờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông A mất rồi, bây giờ tôi xin được cấp lại và xin một cái thủ tục gọi là khai nhận di sản thừa kế anh nha. Nếu cả hai trường hợp anh vẫn còn là người có quốc tịch Việt Nam, còn chứng minh nhân dân hộ khẩu ở Việt Nam, thì anh làm động tác đó. Còn nếu như trong trường hợp anh không còn quốc tịch Việt Nam thì anh vẫn được hưởng nguyên si toàn bộ đất đó, nhưng chỉ có cái khác là anh chỉ được hưởng về mặt giá trị. Ví dụ bây giờ một cái quyền sử dụng đất này nó giá là 100 triệu đồng, giá thị trường là 100 triệu đồng, thì sau khi anh hoàn tất hồ sơ thì anh được đứng tên trên cái giấy đỏ, anh nói đó, giấy đỏ đó, và anh bán cho người ta 100 triệu, bán giá thị trường. Còn bây giờ anh là người nước ngoài, anh đã có quốc tịch Canada, quốc tịch Mỹ, Pháp, Đức, Úc gì đó, thì anh sẽ được khai nhận di sản thừa kế, sau đó bán lại cho một người nào khác, người Việt Nam, vẫn theo giá thỏa thuận. Thế nha anh nha, tôi có một cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, và tôi post lên cái chương trình này, hy vọng rằng câu trả lời sẽ giúp anh một cái kiến thức hiện tại anh đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, một chút kiến thức gửi đến anh, tặng anh giống như một món quà. Tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả những quý vị và các bạn đã lắng nghe cái chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi cũng bắt cầu kết nối giữa cung và cầu. Tại văn phòng luật sư của tôi cũng có một số anh chị có một cái nhu cầu vì chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà, thì các anh chị này cũng mong muốn cung và cầu gặp nhau vì một số lý do khó khăn trong cái cuộc sống, họ quyết định chuyển nhượng, bán đi để trang trải một số vấn đề. Nếu quý vị và các bạn quan tâm thì chúng ta hãy xem ở cái đường link ở phía dưới. Vì chương trình của tôi tư vấn cho tất cả mọi người, cho nên kính mong quý vị và các bạn nếu cảm thấy hay thì cho chúng tôi một cái lời động viên, và nếu mà thấy dở thì cũng phản ánh liền, nhưng phản ánh mang một cái tính chất vừa phải để tôi không giận. Thưa quý vị và các bạn, xin trân trọng cảm ơn.